Chào tất cả các anh em càng thủ đam mê con cá tầm Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 14 cây cần. 14 cây cần này là 14 cây cần hàng kiện Nhật, hàng chất liệu và chất liệu carbon. Thì để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán với hàng lỗi trong lớp lên xem nha lại. Rồi, cảm ơn em. Lên cây thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần của Shimano. Đó. Thì cây này độ mới ra tầm khoảng 95%. Bass là bass Fuji, cán là cán mốc. Thì cái này cứng 30 và 2m4, hàng China xuất Nhật, mã code đầy đủ cho anh em. Fan là fan Fuji loại xám. Hàng này chè chiên cho anh em câu hanh cháp, câu đổng nha anh em, câu đổng, câu biển cũng được, câu biển, câu cá tra, cá chép ok. Đó. Cứng 30 và 2m4, hàng Shimano nha anh em, Shimano xuất Nhật. Tem sức đầy đủ. Cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em, rất là mới luôn. Đó. Carbon nguyên cây, độ dịu cực kỳ ok luôn. Gốc. Thì cây này nặng là 200g, đọt là 1.8, độ cứng là 30. Giá công khai cây số 1 là 800k cộng ship. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần hàng Alpha Taco. Đó, cái này thuộc dạng cần giống như hai chi anh em, Alpha Taco. Cái này được cái là carbon sắn hai da, cực kỳ đẹp luôn anh em. Soi gốc cho anh em, fan là fan Fuji loại xám, bát là bát Fuji, cần cực kỳ đẹp luôn anh em. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp, đọt sợi thủy tinh. Đó. Đọt này thì bao nảy cá nha nè, bao nhảy luôn. Đó. Hai đọt nha mọi người. Đó. Hai đọt. Thì cái này dài 2m1, hai đọt, độ cứng 20 và độ cứng 50. Đó. Thích hợp cho anh em câu trên bè, trên ghe, trên thuyền. Đó. Hai đọt thì anh em dễ xây chuyển loại cá mà anh em câu. Anh pha tắc cù. Ngoài hình đẹp nha mọi người. Cái này thương hiệu của Nhật nha anh em, thương hiệu nội địa. Thôi trong nè. Đó. Anh em câu hanh, câu cháp lấy cái này đánh cũng ok nha mọi người. Đó, fan ok hết nha. Đó. Thì cái này dài 2m1, nặng là 160g, đọt 1 ly 5, độ cứng ra tầm khoảng 15-20. Đọt 2 ly độ cứng ra tầm khoảng 30-50 nha anh em. Giá cây thứ hai, giá công khai là 1 triệu cộng ship. Đẹp nha mọi người, ngoại hình cây này rất là ok á. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 em đưa cho mọi người là một cây cần hàng hai đọt. Cây này vẫn là chất liệu carbon. Thì cây này hàng của Olympic nha em, Olympic. Đây. Mắc cái tem này. Đó. Cây này hàng nội địa nha mọi người. 2m4. Đó. Hai đọt. Vì fan mới sở hữu bộ fan là bộ fan Fuji. Fuji Dạ Quang nha anh em, dạng Fuji Dạ Quang. Bu Fuji nha anh em, Bu Fuji Dạ Quang luôn, hàng nguyên xin nha mọi người. Đó, đọt tháp, chất liệu carbon. Carbon sáng chìm. Đó. Fan ok nha. Soi kỹ cho anh em xem luôn á. Nè, chất liệu carbon nha. Này, chiếu đây. Fan còn bóng mới nha anh em, bóng lưỡng luôn nè. Đây. Cái fan này thì nó bị rỉ tí nha, nhưng mà còn rất là chắc nha anh em, bao chắc, đánh vô tư nha mọi người. Đó. Cần sao em bán sao thì nói vậy thôi. Japan nha anh em, đánh chữ. Nơi đây ạ. Bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji Japan. Carbon là carbon sẵn nha anh em. Sang chìm. Ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp, dài 2m4, hai đọt. Thì 2m4, hai đọt thì một đọt cứng 50 và một đọt cứng 80. Thì cái này nặng là 320g, đọt 2 ly 5, đọt cứng 50, đọt 2 ly 7, đọt cứng 80. Rồi, giá công khai số 3 là giá 1 triệu cộng ship nha nè. Đó. Cái này anh em vừa đánh lăn xe, đánh cha, đánh chép. Đó. Câu trên ghe, tàu bè, câu biển rất lụt, ok nha mọi người, đó, câu vô tư luôn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên trong người là một cây cần hàng của Alpha Taco.
hương thơ taco, phèn là phèn sứ xám như này, đó fushi sứ xám, thì bát vẫn là bát fushi, nó bát fushi, cái này hàng Korea xuất Nhật mọi người, đó Korea xuất Nhật, thì cái này hai đọt, một đọt cứng 30 và cứng 50, đó, như này, hai quán là hàng carbon sắn, đọt quán là đọt thấp, phèn ok hết nha mọi người, phèn ok hết, không lỗi lầm gì hết, sứ là sứ xám. Thì cần nguyên zin không độ chế. Một đọt cứng 30, một đọt cứng 50 nha mọi người. Đó, hàng về về để cho anh em đánh cha đánh chép câu lăng xê. Đó, câu giật bờ biển. Anh em quan sáng chìm như này, đẹp nha, ngoại hình ok. Đó, không xuất sắc gì nhiều hết. Cái này dài hết 7 nha anh em, dài hết 7. Thì cái này dài hết 7 nặng là 260 g, đọt 1 đi 7 độ cứng ra tầm khoảng 30 50, đọt 2 ly 1 độ cứng ra tầm khoảng 50 80, giá công khai vẫn là 1,1 triệu nha anh em. Đó. Cái số 4 1,1 triệu cộng ship. Hàng đẹp nha mọi người. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 lên cho mọi người là một cây hàng hệ, hàng Daiwa Kenjaki, đó cây Watt. Daiwa nha mọi người. Thì cái này cán là cán gỗ đây anh em, ngoại hình nó có xuất sắc nha, đó ngoại hình nó có xuất sắc. Thì sao anh em, sơn phèn nó keo nó bị mạt màu tính nha anh em, đó vẫn còn rất là chắc nha. Phèn là phèn fushi dạ quang cánh bướm, bát là bát fushi xe ben. Thì cái này hàng nội địa nha mọi người, phôi là phôi sáng ít toàn thân nha. Daiwa Kenjaki, cái này cứng 50 và hết 7, đồ cứng chuẩn cho anh em đánh cha đánh chép câu lăng xê nha anh em, nó dạng đánh cảm giác. Đây phía sau nó bị xước một tí đây nè, đó xước nha anh em, cũng là hàng sáng ít nha anh em, sáng ít, sáng cực kỳ đẹp luôn, sáng tới ngọn luôn nha mọi người. Đó, phôi này đánh cực kỳ nảy luôn nha mọi người, cực kỳ nảy luôn, bao cảm giác. Thì phen đó đây, keo nó có hơi bạc màu tí nha, nó hàng sau thì nó vậy thôi. Ngoại hình xuất sắc nha mọi người, nó ngoại hình cây này xuất sắc, độ cứng thì bao nảy. Thì cái này nặng là 370 g, đọt 2 ly 7, dài 2m7, độ cứng 50, giá công khai là 1,6 triệu nha anh em. Đó, cái số 5 1,6 triệu cộng ship. Giờ bên đây tiếp theo là cây số 6 và cây số 7. Cây số 6, cây số 7 là một cặp nha anh em, đó một cặp. Thì cây số 6 với cây số 7 là một hàng của Ryobi nha mọi người, hàng Ryobi. Đây. Này nó bị chóc lớp này à, để xem cái bên đây. Bị coi cái này à. Cây này hàng Ryobi, hàng này chắc của Korea xuất Nhật nha mọi người. Hàng Korea xuất Nhật. Korea xuất Nhật nha anh em. Đó. Bị xước lớp tem này, cái này bị chùi ra rồi. Đó. Cây này Korea nha mọi người. Đây. Cho anh em xem. Ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó, phôi thì phôi carbon sẵn. Phen là phen sứ xám nha anh em, phen sứ xám. Bát là bát fushi tam vàng. Đây. Keo chỗ này nó bị rỉ một tí nha, nhưng mà còn rất là trắng, chắc chắn nha anh em. Ba anh em đánh luôn, đánh tầm khoảng 2-3 năm nữa chưa ảnh hưởng gì hết. Bát là bát fushi nè. Cần còn rất là ok nha mọi người. Trắng nõn. Nè, hàng super carbon, siêu carbon nha anh em. Cứng 50 và 3m9. Thì dạng này chuyên cho anh em đánh lăn xê rồi, 3m9 chuyên cho anh em đánh lăn xê, đánh nhặt bờ biển, đó. Đánh gần, câu bánh cảng bè thuyền nha anh em. Bu là bu xít nha anh em, bu xít mà chè nha anh em. Ngoại hình ok nha mọi người, đó. Ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Bát thì bát xe ben.
Thì cái này nặng là 470g, đọt là 2 ly 5, độ cứng 50, dài 3m9, giá công khai 1,3 triệu nè. Đó, cây số 6 1,3 triệu. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 em lên cho người là vẫn là một cây hàng của Ryobi. Đó, hàng Ryobi này thì ngoại hình ok mọi người. Đó, có phen nó hơi bị rỉ tí thôi nhưng mà ok hết nha mọi người. Cái phần này phần keo thôi nha, đó, rất là chắc luôn nha mọi người. Phen đây đó, ngoại hình cực kỳ ok, sáng bóng. Đây, nó còn dính bụi mà em chưa vệ sinh đây. Đó, vẫn là cứng 50 và 3m9 nha em, cứng 50 và 3m9 hàng Ryobi. Chất liệu carbon, super carbon. Bu vẫn là bu mo chè nè, bu xít mo chè đây. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Đó, đây, cái này vẫn nặng là nặng 470g, đọt 2 ly 5, độ cứng ra tập khoảng 50. Đó, dài 3m9, giá công khai là 1,3 triệu cộng ship nha. Cây số 7, tiếp theo là 7 cây cuối cùng. 7 cây cuối cùng em lên cho người là 7 cây hàng hệ nha em. Đó, hàng sáng nhất toàn thân, hàng của Daiwa và Ryobi. Thì tiếp theo lên cho người là một cây cần số 8. Đó, cái cần số 8 là một cái cần Daiwa Holylock, hàng hệ, hàng Daiwa sáng nhất toàn thân. Phen là phen loại xứ xám, phen ok anh em. Hàng này thuộc dạng rất ít đánh luôn đó, dạng này lấy tại cửa hàng, ngoại hình xuất sắc cũng như rất ít luôn nha mọi người. Phen xứ xám, bát là bát Fuji tem vàng, sáng nhất là toàn thân, cán là cán móc. Thì cái này cứng 30 và 3m3, cứng 50 và 3m3. Hàng này hàng chia nên đến lăng xe nè, đến lăng xe, đến cha, đến chép. Sẵn tới đầu như nè, bù đá xám luôn như nè. Phèn ok hết nha, không lỡ lầm gì hết. Carbon sáng ít, sẵn tết luôn nha mọi người. Sẵn tới đầu luôn á, rất là đẹp nha mọi người. Đó, hàng này anh em đánh biển rất là ok luôn. Đó, số anh em đánh thắng hồi cái này đồ nãy săn cá rất là ngon. Hàng này sản xuất tại Taiwan, xuất thị trường Nhật nha anh em. Đó, hàng còn rất là đẹp luôn. Đó, đây xuất sắc tí nha. Đó, phôi dưới thì khỏi chê đâu hết, hết sảy còn 37 luôn. Đó, rồi cái này dài 3m3, độ cứng 50, nặng là 440g, đọt là 2 ly 7, giá công khai số 8 là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người một cây hàng bánh biển, hàng đến bạo lực anh em săn hàng. Thì cây này vẫn là một cây Daiwa Honeylock, cây này dạng Daiwa sáng nhất toàn thân. Đó, phen là phen cầu, phen biển. Đó, bát là bát Fuji tam vàng, hàng sợi pen sáng nhất toàn thân nha mọi người. Đó, dạng phen biển nè. Đó, thì cây này cứng 120 và 24 nha anh em, cứng 120 và 24. Hàng này chia cho anh em trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, săn hàng còn mấy ngày. Thì cây này thì phen chưa vệ sinh, anh em về chịu khó vệ sinh giúp em nha. Bu là bu chống sắn, bu biển luôn, phen cầu phen biển nha anh em. Đó, không phải là phen cầu phen cạn, nó bị muối tí nè anh em. Về anh em chịu khó chài gửi lại giúp em là ok nha. Thì hàng này hàng chiên đến bạo lực rồi. Đó, cứng tới 120 và 24, hàng đến bạo lực, đến trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, thì cái này nặng là 240g, đọt là 3 ly 5, giá công khai cây số 9 là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cộng ship. Thì anh em về chịu khó lau chùi lại giúp em nha. Đó, sáng nhất toàn thân nha mọi người, cực kỳ đẹp. Rồi, cây số 7 giá công khai 1,7 triệu, cây số 9 giá công khai 1,7 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 em lên cho người vẫn là một cây hàng hệ, hàng có tay qua. Thì cái này là một cây tay qua Kentucky, hàng nội địa, phôi đầu nha anh em.
Phan là phan cầu nha anh em, phan cầu, phan biển. Anh em mình bộ phan này biết độ cứng nó rất là chắc này. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng, độ cứng cái này là 120 nha anh em, độ cứng 120. Đó. Anh em, chỗ này nó dính keo này, là anh em, một số anh em bên Nhật là họ gắn cái máy đo dày anh em. À, để anh em lên đáy nha. Đó. À, bù là bù trong sắn à, dạ quang nha mọi người. Đó, phen phen dạ quang phen cầu. Hàng xếp bên à, thì à, góc nó được bọc cái màng bo nè, nó bọc màng bo góc trên đây cũng vậy. Đó, nhìn khá là chắc. Ừ. Nhìn khá là chắc nha nè. Cứng 120, dài 2m4. À, cứng 120 dài 4, nặng là 550g, đọt là 4 ly. Giá công khai cây số 10 giá là 1.500.000 nha anh em. Cây số 10 giá 1.500.000. Hàng khá chắc nha anh em, hàng này đánh tàu đến biển săn hàng nha. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 vẫn là một cái hàng Daiwa Kenyaki, hàng hiệu của Daiwa. Phôi phôi đời đầu. Đó, chất lượng cho được carbon. Đó, khoan vẫn là khoan cầu, khoan biển. Bát là bát Fuji Japan. Cán cũng là cán được bọc bằng bo nè, về về bảo hiểm nè. Nó nhập hàng sao thì em về em để vậy. Thì cái này cứng 80 và hết bản. Độ cứng khá chuẩn cho anh em săn hàng, đó, đánh bạo lực. Phan cầu, đó, độ cứng 80, độ cứng rất là chuẩn nha anh em, độ cứng dạng săn hàng, đó, đánh trà, đánh chép, con lăn xe đều được. Đó. Độ cứng 80 này cậu cá tầm khoảng 5kg nhấc bổng nha. Rất là cứng nha mưa. Anh em, cần này họ cũng làm một máy đo dây ở đây, đó, đi keo lại. Cần ngoại hình có xuất sắc đi ti nha anh em, xuất sắc. Phen đây nè, phen cầu, dạng cũng bị muối ăn. Chưa vệ sinh nha anh em, vậy anh em vệ sinh lại giúp em nha. À, giờ hết 7 cứng 50. Đó, dài 27 cứng 80 à, độ cứng chuẩn thì à, cái này nặng là 480g, đọt là 3 ly 4, giá công khai là 1.500.000 cộng xếp như này. Đó, cây số 11 1.500.000 cộng xếp. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 em lên cho người là một cây hàng hệ của Daiwa luôn, cây cây nội địa này, cây này dòng Daiwa Halilock, hàng carbon Whisker, hàng nội địa. Cái này cây một đen như này, sáng chìm à, góc cực kỳ đẹp cho mọi người. Đó, xe Ben, bát Fuji, tam hoàng. Phôi là phôi sáng nhất như này, phôi sáng nhất. Đá trong là tải địa. Phen là phen phen cầu, đá xám như này. Phôi sáng nhất như này, ít, sáng nhất đen. Thì cái này cứng 80 và 33. Một trong số này là anh em về đánh bạo lực như này. Đó, đánh đăng xe dạng bạo lực này. Bù bù trong sáng, bù xít luôn nha mọi người. Đó. Bù xít mà chè. Ngoại hình nó xuất sắc một tí thôi. Đó. Phôi đọt ở trên là phôi đọt cargo nha anh em, phôi carbon đọt cargo. Sáng nhất cho anh em, sáng nhất đen. Anh em carbon nhất cơ. À, khá ok nha mọi người. Nhất nha. Phan cầu chuẩn săn hàng nha mọi người. Rồi. Cái này nặng là 480g, đọt 3 ly 8, giá công khai là 1.800.000 cộng xếp nha anh em. Cây số 12, cây số 12 1.800.000 cộng xếp. Thì cây này là một cần cứng 80 và 3m3 nha anh em. Đó. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 em lên cho người một cây cần hơi lóc. Đó. Thì vẫn là một cây hàng hệ thôi. Cây này mới nha mọi người. Cây độ mới do tầm khoảng 93% nha anh em, 93-92%. Thì hàng Holy Lock, hàng carbon wicker, hàng nội địa. Đó. Phôi cũng phôi sáng nhất nè, phôi sáng nhất nè. Đó, sáng nhất đen. Phôi này dạng 2 da 3 da luôn á, đang 2-3 lớp luôn. Đọt là đọt đang cargo nha anh em.
Cây này cứng 30 dài 30. Cứng 30 dài 3 mét nha nè. Đó, hàng này anh em đánh lăn xe, câu chép. Đó, dạng câu chép cảm giác nha mọi người. Khớp nối cực kỳ ok nha nè. Sơn ít nha mọi người, sơn ít toàn thân. Mát tầm bát Fuji tầm vàng. Và con màu xám. Dạng đánh đăng xe, con chép cho nè. Cây này chiên chép, chiên trà nha. Đó, cực kỳ ok luôn. Thì cây này nặng là 350g, đọt là 2.8. Giá công khai là 1.6 triệu cộng chép cho nè. Đó. Cây số 13 1.6 triệu cộng chép. Thì anh em cần cứ báo em. Nói em chụp hình cận cảnh lên cho anh em xem. Đó. Quay lép nhiều anh em nói không thấy rõ. Nói em chụp cận cảnh lên xem. Hình đẹp nha anh em. Đó, cây số 13 1.6 triệu cộng chép. Tiếp theo là cây cuối cùng. Cây số 14. Cây số 14 lên trong người là một dòng cần của Ryobi. Đó. Thì vẫn là số bộ phen là phen cầu, phen biển đó nè. Phen cầu, phen biển dạng phen bạo lực nha anh em. Cây này hình như cứng 120 á. Foil là foil carbon. Đó. Có xuất sắc anh em, loại hình có xuất sắc. Anh em, cây này cứng 120, dài 3 mét. Hạng này săn hàng anh em, nó chuyên anh em săn hàng đánh biển. Thì đọc là đọc tháp, đọc sự thiết tinh nha mọi người. Đó, cán là cán gỗ, cán đó trọng. Đây, nó có xuất sắc đi tiên nha anh em. Hàng nội địa nha anh em, tem nội địa. Hàng đẹp nha mọi người, hàng ok nha. Đó. Thì cây này nặng là 380g, đọt là 3.4 ly. Giá công khai là 1.5 triệu cộng ship nha anh em. Cây số 14, 1.5 triệu cộng ship. Cây này cứng 120, dài 3 mét nha mọi người. Đó, hàng săn hàng. Rồi, đó tổng cộng 14 cái càm lên cho hôm nay. Nếu anh em mừng kênh thật chốt để em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.